cho các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử ca sĩ Thái Trinh. Thái Trinh sinh vào ngày 9 tháng 9 năm 1993 tại thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thái Trinh có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thái Trinh, là nữ ca sĩ sở hữu một ngoại hình dễ thương cùng với tiếng hát trong trẻo và bất ngờ đó là khả năng chơi nhạc cụ cực kỳ nhuần nhuyễn. Thái Trinh là một ví dụ điển hình cho việc nổi tiếng qua mạng Internet. Cô vốn đã xuất hiện từ lâu tại các quốc gia phương Tây, sở hữu một ngoại hình khá dễ thương, tiếng hát trong trẻo và bất ngờ nhất đó là khả năng chơi nhạc cụ cực kỳ nhuần nhuyễn. Thái Trinh cũng đã chinh phục những tai nghe khó tính nhất ngay từ những phút đầu tiên và nghiễm nhiên trở thành một niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ. Năm 2010 chính là một năm đáng nhớ của Thái Trinh khi mà bạn cover ca khúc Slow Lenka do cô nữ sinh 17 tuổi của trường Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh tự hát và đệm đàn đã lan truyền ở trên mạng với tốc độ chóng mặt. Năm 2012, sau một khoảng thời gian được yêu thích chỉ nhờ vào Internet và đã trở thành hiện tượng mạng thì Thái Trinh đã tham gia vào các dự thi chương trình Giọng Hát Việt và đã lập tức tạo được ấn tượng trong đội của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trước lúc bị loại một cách khá bất ngờ trong live show thứ 6. Tháng 11 năm 2012, sau khi mà bị loại khỏi chương trình Giọng Hát Việt, Thái Trinh đã ra mắt single đầu tiên là Cười Lên Em. Thái Trinh đã chọn cho mình dòng nhạc acoustic để mà theo đuổi, nhưng mà bên cạnh đó thì cô có thể hát đa dạng những thể loại nhạc khác như nhạc đàn. Đồng thời Thái Trinh cũng còn muốn hướng đến một hình tượng thiếu nữ và trở thành hơn chứ không chỉ là một cô bé trông như trẻ con như các khán giả vẫn từng biết. Những giải thưởng mà Thái Trinh đã đạt được: giải nhất cuộc thi Apollo English Idol, lọt vào top 4 tuyệt đỉnh trong tranh tài, các album của cô, Cạn Cả Nước Mắt, Làm Điều Mình Yêu, Trở Về Đêm Cuối Năm, Is It Love, Marai, Đôi Lần Em Nghĩ, Những Ngày Yêu, Cười Lên Em. Chuyện tình 5 năm ngọt ngào của Thái Trinh. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 hạnh phúc chia sẻ: cũng có thể là do cô và bạn trai yêu say đắm quá cho nên quên mất khái niệm về thời gian. Mới đây, ở trên trang cá nhân thì ca sĩ Thái Trinh đã có chia sẻ về những câu chuyện tình yêu ngọt ngào và thú vị của mình. Mối tình của nữ ca sĩ sinh năm 1993 và bạn trai hơn cô 1 tuổi cũng đã kéo dài được 5 năm. Thái Trinh đã chia sẻ, cô và người yêu có 4 năm yêu xa, mặc dù mỗi người một nơi nhưng mà tình cảm của họ thì luôn bền chặt. Cô đã viết, hồi đó tôi quen anh được hơn 1 tháng, cũng chưa kịp nhớ mùi gì thì anh bay vèo cái sang anh và đã ở bên 4 năm liền. Mỗi năm đều được về quê thăm tôi 2 lần. Cho nên cứ mỗi lần gặp nhau là y như là mới yêu đang cỏ cưa nhau. Mọi thứ đều mới tình và nắm tay cũng ngại, ôm eo một cái là như điện giật, đáng yêu lắm. Đối với cô, 4 năm cũng không phải là một khoảng thời gian dài mà trôi qua nhẹ như bỡn, bởi vì ngày nào cô và bạn trai cũng đã lên mạng trò chuyện với nhau. Mặc dù Thái Trinh hiếm khi khoe ảnh chụp cùng với người yêu lên trang cá nhân, song tình cảm của họ lại rất thắm thiết và lãng mạn. Tôi cảm ơn anh đã tới với cuộc đời tôi như là bà tiên cầm đũa phép đẹp trai, lo cho tôi, dịu dàng với tôi, nghiêm khắc với tôi và ân cần với tôi mọi lúc dù khi tôi như bà điên bị khùng. Nữ ca sĩ đã dành lời khen có cánh dành cho bạn trai. Giọng ca Đôi Lần Em Nghĩ đã tâm sự rất nhiều, đã hỏi yêu 5 năm có thấy chán không thì cô trả lời có lẽ là do mình yêu say đắm quá cho nên mất cả khái niệm về thời gian. Nhân kỷ niệm 5 năm ở bên nhau, Thái Trinh đã gửi tới bạn trai lời chúc khóm hình. Nhân dịp sang ngày thứ tư của năm thứ sáu thì tôi chúc hai đứa an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước để mà có thể dai sức và dai tiếp tục của sự nghiệp làm khổ đời nhau. Thái Trinh ngày càng xinh đẹp và cũng gợi cảm hơn so với trước đây. Sau khoảng một thời gian tích cực ăn kiêng và tập thể dục thì cô cũng giảm được 10 kg. Nói về sự lột xác ngoại hình cũng như là một phong cách của mình thì Thái Trinh đã chia sẻ: tôi vẫn đàn bà, vẫn còn giữ những thói quen thuộc về sở thích và những điều gì đã giúp cho tôi có được những người yêu mến. Đó cũng là một dự án đặc biệt. Tôi ngoài 20 và tôi cũng nghĩ ai cũng phải thay đổi. Tôi mong âm nhạc của mình sẽ gần gũi hơn với khán giả. Thái Trinh lột xác đẹp ngỡ ngàng sau chia tay quang đăng. Sau chia tay thì Thái Trinh bất ngờ đã thăng hạng về nhan sắc. Nữ ca sĩ cho biết thời gian này thì cô đang học cách yêu bản thân hơn, sống tích cực hơn và tập trung cao độ vào công việc. Sau hơn 1 tháng sau khi xác nhận chia tay quang đăng thì Thái Trinh hiện đã ổn định về tinh thần. Nữ ca sĩ thoải mái quay lại các hoạt động nghệ thuật và chăm chút cho bản thân.
Mới đây thì Thái Trinh đã gây bất ngờ với hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ khác hẳn với trước đây. Theo đó, bộ ảnh mới nhất được Thái Trinh chia sẻ cũng thay lời chứng minh rõ ràng nhất cho màn lột xác hậu chia tay. Cô cho biết đã chăm chỉ luyện tập, lên kế hoạch giảm cân để bản thân có thân hình đẹp hơn nữa. Thái Trinh chia sẻ, khoảng thời gian này tôi bỗng dưng có ý thức cao độ về việc nhìn nhận lại giá trị của bản thân, mình ở đâu, tôi cần làm gì, nên sống thế nào để có niềm vui chứ không còn vô định như trước. Từng có thời gian tôi rất hoang mang về bản thân, không biết mình là ai, nên làm gì, sống vô định từ ngày này qua ngày khác. Sự hạnh phúc trong tình yêu đôi khi cũng khiến cho tôi có phần lơ là đi trong công việc. Tôi ít khi làm những clip cover cho những người yêu mến tôi, từ hồi The Show tôi cũng chẳng quay MV hay làm nhạc. Nhưng giờ Thái Trinh của ngày xưa chết rồi, tôi không muốn mình sống nhạt nhẽo, vô vị nữa. Vì You Only Live Once, thời gian mỗi người là có giới hạn, nên tôi cứ chần chừ và u lì trong nỗi buồn, tôi sẽ hối tiếc về tuổi trẻ của mình. Không phải hối tiếc vì mình chưa thành công, mà hối tiếc vì mình đã lười biếng, không dám làm những gì mình thích, để đến lúc mình không còn sức nữa thì đã muộn màng. Hiện nay tôi sống rất lành mạnh, tôi chăm chỉ tập gym, lên kế hoạch giảm cân để có vóc dáng đẹp hơn. Tôi tập trung viết nhạc, làm thơ, vẽ tranh. Cuộc sống của tôi không thể có tình yêu nhưng đầy thú vị và màu sắc theo một cách khác, cô nói thêm. Về việc chọn hình ảnh gợi cảm để trưởng thành hơn sau chia tay, giọng hát đôi lần em nghĩ cho biết. Thực ra tôi đã từng nghĩ tùy thời điểm mình sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Tôi đã từng rất tự ti về cơ thể ngoại hình của mình. Thậm chí có thời gian tôi từng cố gắng chọn trang phục che giấu vòng một vì sợ sexy. Nhưng giờ quan điểm sexy không hẳn là xấu. Tôi cần phải học cách yêu bản thân mình hơn, sexy một cách vừa phải, văn minh, phù hợp với hoàn cảnh và nơi mình đến. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Thank you.